có giá khoảng 65 triệu đồng tiền Việt Nam. Trang trí nội thất làm sao mà có thể thiếu được tranh treo tường đúng không ạ? Hôm nay thì Bondo sẽ gợi ý tới mọi người một cái showroom chuyên về tranh treo tường rất là nổi tiếng nằm trong trung tâm nội thất Louvre. Khám phá cùng Bondo nhé. Ok, đi xem nhé. Còn Step Up, một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng trong giới nghệ thuật Trung Quốc. Đầu tiên khi mà chúng ta đi vào trong cái showroom này thì đập vào mắt chúng ta chính là một bức tranh rất là to về phật tích Kamuni. Bên cạnh đó thì sẽ là cái bức tranh này, mọi người thấy không? Nhìn thì nó khá là đơn giản nhưng mà hầu hết tranh ở đây thì đều là tranh vẽ thủ công sơn acrylic với khung chăn là bằng gỗ. Bức tranh này thì có giá khoảng bao nhiêu đây? 1900. Cái gì vậy bà nội? 19.800 tệ là tương đương với giá khoảng 70 triệu đồng cho bức tranh này. Được thành lập vào năm 2005, tính đến nay thì Concept Up đã có gần 25 năm trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Thương hiệu này hiện tại thì đã có nhà máy sản xuất lên tới 30.000m2, bao gồm 80 họa sĩ chuyên nghiệp, tranh sơn dầu, này, tranh theo với đa dạng các loại phong cách từ phong cách hiện đại cho tới phong cách cổ điển. Cái này là inox nha mọi người. Họ rất là sáng tạo, không chỉ là tranh được vẽ lên từ sơn dầu mà họ sẽ sử dụng linh hoạt những cái nguyên liệu khác, ví dụ như là hợp kim nhôm, như là sắt chẳng hạn, thậm chí là đá quý. Cái này tất cả đều là vẽ thủ công nhưng mà mọi người nhìn nhá, nó cứ như kiểu là in ấy. Vì cái nét vẽ của nó chuẩn từng tí, trông nhìn rất là sắc nét, rất là đẳng cấp. Đây là một thương hiệu mà được đánh giá khá là cao về mặt sáng tạo nghệ thuật trong giới nghệ thuật Trung Quốc. Do vậy mà những cái bức tranh của họ ấy rất là đắt khách mỗi khi ra lò. Là một người theo đạo Phật thì tôi thực sự rất là thích cái bức tranh này. Tranh ảnh trong không gian sống nó không đơn giản chỉ là một bức tranh hay là một sản phẩm trang trí nội thất mà nó còn thể hiện cá tính và linh hồn của mỗi người. Khu vực này thì sẽ là khu vực tranh theo. Như đã nói thì đây đều là những cái bức tranh theo tay, nhưng mà cái đường nét thì lại rất là tinh xảo như kiểu là sử dụng máy vậy. Đây là một thương hiệu mà không chạy theo xu hướng. Họ tập trung vào phát triển những cái sản phẩm để làm sao mà chúng có hồn nhất. Chúng được tạo nên bởi 80 họa sĩ lành nghề và rất là chuyên nghiệp mà, nên là các bức tranh của họ đều thể hiện một cái tinh thần nghệ thuật rất là cao trong đó. Và phía sau mỗi bức tranh đều ẩn giấu những cái ý nghĩa vô cùng tuyệt vời. Thật sự là những người yêu nghệ thuật đấy, khi mà nhìn cái bức tranh này ấy, thì họ đều có thể cảm nhận được cái giá trị của nó ngay lập tức. Có những cái bức tranh ấy được hoàn thiện trong thời gian rất là lâu, đủ để thấy là họ rất là chỉnh chu trong ý tưởng này, trong cái việc hình thành nên cái bức tranh đó và hoàn thiện. Khung tranh của thương hiệu thì cũng rất là linh hoạt. Có những bức tranh thì sẽ sử dụng gỗ, nhưng mà có những bức tranh thì sẽ sử dụng hợp kim nhôm. Gỗ thì cũng là gỗ thịt tự nhiên, vì vậy mà đảm bảo được tuổi thọ của bức tranh rất là lâu bền. Wow, thật sự là bức này đẹp ghê, đủ các loại màu sắc. Thôi là tôi muốn rước hết tất cả. Có tiền không mà rước. Anh hay nhỉ, ai chẳng có ước mơ. Ví dụ như bức tranh này nhá, nhìn vào sẽ thấy chiều sâu, cái việc sử dụng màu sắc này, đổ ánh sáng, nhìn nó chân thật như kiểu là một khung cảnh thiên nhiên trước mắt chúng ta mà không phải là bức tranh. Nếu như có một cái từ để miêu tả những cái bức tranh ở đây thì có lẽ là không biết phải dùng từ gì cả, bởi vì diễn tả bằng lời thì không thể hết được. Từ đổ bóng cho tới những cái vân phấn trắng của quả hồng ấy ạ. Nhìn sơ qua thì mình sẽ nghĩ đây là một cái bức ảnh được chụp bởi một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nào đó, nhưng mà thực chất nó lại là một bức tranh vẽ. Họ vẽ chi tiết đến cái bức này nhá, đến cái phần, những cái phần lõm vào của cái ốc vít ấy ạ, tỉ mỉ thật sự. Ngoài thể hiện những giá trị nghệ thuật và trang trí cho không gian sống của nhà mình trở nên đẹp hơn thì những cái bức tranh còn mang những cái giá trị phong thủy rất là sâu sắc. Ví dụ như bức tranh con voi đây, voi thì sẽ là đại diện cho sự thịnh vượng, kiên định và vô cùng chắc chắn. Do vậy mà những gia chủ họ thường chọn tranh theo tuổi á, hoặc là theo phong thủy mà mình mong muốn. Hôm nay thì Bondo lại tiếp tục dẫn mọi người đi tham quan một cái showroom bán tranh ảnh vô cùng là đặc sắc. Hiện tại thì Bondo đang có dịch vụ du lịch shopping đưa khách hàng trực tiếp sang Louvre Phật Sơn, Trung Quốc để khám phá các loại nội thất cũng như là trang trí nội thất. Nếu như mọi người yêu thích Bondo thì nhớ follow Bondo để xem nhiều nội dung hữu ích hơn nhé. Hoặc là cùng chúng tôi sang Trung Quốc. Bondo khám phá Louvre, giúp nội thất sang.